Chào cả nhà nhé, chào cả nhà yêu dấu Tính là hôm nay hơi bận định là không lên Nhưng mà nhưng mà nhớ cả nhà thế là, là phải lên Phải lên, phải gặp cả nhà rồi em ngủ mới ngon Chào Trương Hùng Lĩnh, chào Thuận Phạm, chào chị Võ Phượng Chào Nguyễn Xuân Quy, chào Nguyễn Ngọc Lan Chào Thảo Vũ, Chào mọi người, mọi người khỏe không? Có ai bị cảm sốt gì không? Hay cả nhà đều khỏe? Tình hình là hôm qua đến hôm nay là trong cả nước hiện tại là chỉ có cái vụ là các cháu học sinh thi thì theo kết quả ban đầu là đề năm nay hơi khó tại vì nếu mà để mà để mà dễ như năm ngoái và năm kia thì chắc chắn rằng cái 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 cái, cái 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 thí sinh nó sẽ rất là cao và đại học nó rất là, sẽ rất là nhiều cho nên là năm nay để bộ giáo dục ra nó hơi khó viêm túi hả chào trần ngọc lâm chào dạ vâng à, thì nói chung là hôm nay thì chủ đề cũng có rất là nhiều có rất là nhiều chủ đề cả nhà có nghe thấy Hữu ngọc nói rõ không có nhiều chủ đề lắm tại vì nó còn nóng nhiều lắm. thì cái chủ đề thứ nhất là Hương Ngọc xin nhắc lại một lần nữa là ở bên Cali hiện tại là có đang bầu chủ tịch cộng đồng hay là đại loại là bầu những cái người làm trong cộng đồng đó. thì thưa với quý cô bác anh chị em là bên đó họ chỉ có một nhóm người ở trong cái cộng đồng Cali nhưng mà tuy nhiên là ngày hôm qua sau khi bầu cử là đã có gian lận và đã có chính miệng của bác phan kỳ nhơn đã công bố ra là đã có gian lận cho nên là đã vô hiệu hóa cái cuộc bầu cử vừa rồi như vậy là chưa tìm ra được người chủ tịch cộng đồng thì cho thấy là ở cái cộng đồng người việt hải ngoại là chỉ có một nhóm người nhưng mà họ không làm được một cái việc gọi là bầu cử à, tuy nhiên họ lại cứ đòi ở trong nước à, là phải à, đa đảng đa nguyên đa đảng thì mới tốt à, thế nhưng mà thực tế là ở cái nhóm à, cali có mấy người thôi à, có chưa được hai triệu người nhưng mà quý cô bác anh chị em ở bên đó đã không làm được một việc là không tìm ra được người nào mà để là xứng đáng đứng đầu hoặc khi đã tìm ra thì lại phát hiện ra là có gian lận trong bầu cử thì cho thấy là à, nếu như những người đó cứ đứng ra biểu tình hàng ngày lên mạng ra giả ra rồi à, ra ngoài đường ở trước à, các cái à, cơ quan của à, của của chính phủ mỹ đó cứ ra đấy biểu tình về việt cộng biểu tình về cộng sản mới biểu tình về nhà nước việt nam thử hỏi các vị đã làm được những gì nhưng mà ngày hôm nay các vị lại các vị lại cứ chửi về việt nam thì nói thật rằng á là hiếu ngọc thấy tự hào nha hiếu ngọc hơn được quý cô bác anh chị em ở hải ngoại được cái là hiếu ngọc thấy tự hào thôi thì nhà nước việt nam hay là nhân dân việt nam có là những người đói kém nghèo nha nhưng mà vẫn là người việt nam và vẫn có những người gọi là ví dụ như là du học sinh hay là ví dụ như là các bác lãnh đạo sẵn sàng đi ra các cái gọi là những cái mà, mà 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 nước mà lớn để mà đàm thoại để mà tìm kiếm cơ hội để mà làm ăn để mà kết nối để mà giao gọi là ngoại giao à vậy là được người ta tiếp đón bằng cái cấp ngoại giao cấp nhà nước chúng bầu là bầu trong cái gọi là cộng đồng người Việt quốc gia thôi chứ không phải cộng đồng người Việt a à, vệ à, vâng thì đó thì thì cho thấy là từ nay nha từ nay yêu cầu những người ở bên hải ngoại là tốt nhất là đừng có đừng có chê trách hay là đừng có gọi là lên mạng mà 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 mà, mà nói xấu dạ vâng em chào anh Bảo Vũ À, đừng có mà nói xấu là Chính quyền Việt Nam Đừng có mà chê trách chính quyền Việt Nam Các bạn làm được cái gì đâu mà Các bạn chê trách chúng tôi ở trong nước Khổ lắm, các bạn chưa được nắm tay Với các cường quốc Nam Châu à, Thì các bạn đừng có chê Bởi vậy nên là thôi thì Lại một lần nữa Hiếu Ngọc xin kêu gọi Quý cô bác, anh chị em là Quay đầu là bờ à, Bây giờ Cái đảng Cộng sản họ đang lãnh đạo Rất là tốt thì chúng ta là những người dân mà thì chúng ta nên nghe đi, Ồ, thì chúng ta vì mục đích chung đi, vì cái đất nước phồn vinh đi chúng ta đừng khuấy lên những cái mà gọi là không đáng có nha. Yeah. đó là tôi xin gửi đến à, à, quý cô bác anh chị em ở bên cộng đồng hải ngoại. nhiều người ở bên đó coi như là đưa những cái đứa trẻ ra dạy rồi à, cho chúng học những cái không đúng sự thật như vậy là nhồi nhét vào đầu trẻ em những cái điều nó không không tốt cho thấy rằng cái cộng đồng hải ngoại là nó như cái nồi cháo heo nha nó như cái hồn nồi cháo heo nên không có tư cách gì để mà về đây em mến chị vì chị còn có thể chữa bệnh chứ à, em không có được xúc phạm người khác nha bảo ngọc à, em 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 khen chị mà như vậy là em khác thì em tát vào mặt chị Em đồng đội của chị là chị Nhiên, em phải đặt câu hỏi tại sao chị Nhiên lên chửi. Nhá chứ chị Nhiên chị không khùng đâu. Chị Nhiên là một người yêu nước và một người coi như là bất đồng với những cái ý kiến của những cái con người á. ở bên người Việt hải ngoại em cứ nhìn mà xem. Tất cả những anh chị em ở trong cái cái cái, cái livestream ở trong nước có ai mà lên mạng mà gân cổ gào thét lên chửi ông Ngô Đình Diệm hay là ông Ngô Đình Nhu đâu không có. Không có ai chửi như vậy chẳng qua chị Nhiên đôi lúc chị bức xúc chị nói vài câu vậy thôi chứ còn chị cũng không có chửi. Nhưng em cứ lên em nghe, em xem đi thì em thấy là cái cộng đồng người Việt nó thối nát đến chừng nào. Nha, nó thối nát đến chừng nào cho nên nó tư cách gì đâu mà 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 nhìn về Việt Nam dưới cái con mắt bằng cái lăng kính gọi là 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 là, là kém thiện cảm. Không giải quyết được vấn đề gì càng làm cho thế thế giới họ coi khinh cái người Việt nha đó cho nên là mong quý cô bác chia sẻ thật nhiều để đến được cái đến được cái gọi là cộng đồng người Việt hải ngoại tại vì họ đang rất là ấu trĩ họ đang rất là ấu trĩ họ không hiểu đúng tội nghiệp cho họ mình nghĩ là tội nghiệp cho họ họ không hiểu họ đang làm gì và họ họ là ai họ cứ ở trên cao họ cứ mộng tưởng họ ở trên cao mình thì mình nói thật là mình chỉ sợ là khi họ ngã xuống rồi họ mới mới biết cho nên là 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 mọi người chia sẻ mạnh dùng hiếu học nha rất mong là mọi người mỗi người một like một chia sẻ thì nó sẽ giúp được có khi nhiều người người ta hiểu ra vấn đề tại vì thực ra bên đó bây giờ có làm gì được nữa có một cái cộng đồng rất là nhỏ có một cái cộng đồng rất là nhỏ nhưng mà là xong rồi xong rồi trận này là cái cái vụ mà kêu gọi biểu tình cũng đã xong rồi rồi đến bây giờ là đến cái vụ mà à... bầu cử ở cộng đồng ở Cali cũng xong luôn rồi có một cái cộng đồng rất là nhỏ nhưng mà bị gian lận trong bầu cử vậy tư cách gì mà nói cán bộ ở trong nước là tham nhũng ô không có tư cách gì nói nha chưa hiếu ngọc gửi lời như vậy á, mọi người không có tư cách gì đâu, tốt nhất là đừng có lên nói nữa, vì thực ra mọi người ở ở hải ngoại cái nhà của quý vị chưa chắc quý vị đã 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 làm tốt thì đừng có chê trách uh, uh, chính quyền của chúng tôi nha. vâng em chào chị thảo vi, mất đoàn kết ba bốn phe mâu thuẫn tranh giành khủng khiếp vâng chỉ vi tiên thôi, thì không có không có thể nói được còn các vị cứ bảo là bây giờ là theo mỹ thì sống mà chống mỹ thì chết ý các vị cứ bảo chúng tôi là phải theo mỹ phải chống đường trung quốc chúng tôi chống đường trung quốc là chúng tôi vẫn chống chứ không phải là không chống nhưng mà chúng tôi biết chúng tôi là ai chúng tôi không ảo tưởng như quý vị à, chúng tôi không vâng em chào chị à, chúng tôi không ảo tưởng như những người việt hải ngoại khổ lắm các vị ảo tưởng một cách nó nó xa xăm nó xa vời quá các vị tưởng các vị là những vị thánh nhân là toàn là kỹ sư bác sĩ rồi à, nhà sư nhà sớt rồi ôi trời tùng lông hết nhưng mà không cái nào ra cái nào hết nha đừng có nhìn về Việt Nam mà đừng có nói cái gì nữa nếu nhìn về Việt Nam thì hãy là một người con yêu nước quay đầu là bờ ai là người đang dẫn dắt đất nước này đi theo cái con thuyền vận mệnh rất tốt thì hãy ủng hộ họ đấy là một cách yêu nước chứ đừng có nhìn về mà cứ đòi chống chống cái gì có cái gì đâu mà chống khổ lắm nhà nước chúng tôi vẫn bóc phốt những người à, tham nhũng à, đúng vậy ảo giác chị vẫn bóc phốt những người tham nhũng và xử tội họ đến nơi đến trốn. Thế nhưng mà nghiệp một cái là khi chúng tôi những cái người mà bị xử tội vì cái tội pham nhũng, ví dụ như cái ông uh, Xuân Thanh đấy, Trịnh Xuân Thanh đấy, thì gọi là uh, ở bên đấy thì lại chào đón họ và muốn đưa họ vào tị nạn ở bên đấy để làm gì? Ủa để làm gì vậy? Chúng tôi cho là người đó là tham nhũng mà mà các các người thì lại thích. Tôi xin đọc cho cho cả nhà nghe một số cái cái um, cái tài liệu mà gọi là có một cái người anh sống tại Cali thì anh ấy có cung cấp như thế này này anh ấy nói thì mình nghe thì thật sự mình thấy thương bà con mình nhiều hơn chẳng qua người ta chưa biết nếu mà người ta biết thì chắc chắn rằng cũng tại vì có khi có nhiều người ba bốn chục năm mà chưa về Việt Nam thế thành thử ra họ cũng họ cũng không biết gì họ cứ nghĩ Việt Nam là khổ như lúc họ ra đi đó cho nên là đây để hiếu ngọc có nhiều người ở mỹ nhưng mà chưa chắc đã hiểu được luật pháp ở mỹ nó khổ một cái là như vậy nó khổ một cái là chưa chắc đã hiểu được luật pháp ở mỹ và chưa chắc đã làm được một cái gì ở mỹ gọi là nó to tát đi ừ. cứ bảo là à có những người làm dân biểu mỹ này rồi làm thế nhưng mà ví dụ như mà cái bà cái bà Janet Nguyễn đó cái tiếng nói của bà ấy thử hỏi nó có giá trị không Hiếu Ngọc thấy là không có giá trị rồi đó Tại vì khi bà ấy lên tiếng bà ấy ý kiến ý cò một phát là người ta cho bà ấy ra khỏi phòng họp À bà ra khỏi phòng họp một cách phải nói là tàn nhẫn luôn á Người ta cầm tay bà ấy, người ta lôi ra, người ta đưa bà ấy ra khỏi phòng họp Thì cho thấy là tiếng nói của bà có giá trị đối với người Mỹ hay không Đối với cái chính phủ bà đang sống hay không Đó mọi người phải nên nhớ. Cho nên á, các bạn sống ở bên Mỹ thì Không, tại sao không hỏi tại sao như Thái Thái Ngọc Nhiên chửi? Là vì sao sao không hỏi Lisa Phạm, sao không hỏi Jose Đào, sao không hỏi một số người khác người ta chửi thế sao mọi người không hỏi đi, nói những người trước đi. Rồi hay nói chị Nhiên nói những người trước đi rồi ấy nói chị nhiên chứ chị nhiên chị chửi là không bao giờ chị nhiên chị lên chị chửi đâu cho nên đừng có đánh giá chị nhiên ở đây phải nói những cái người hải ngoại trước đừng có nói chị nhiên ở đây bởi vì sao những người hải ngoại không có tư cách gì mà nếu đúng ra mà họ là những cái người mà họ biết nghĩ về đất nước việt nam họ phải ở uh, đây hiện tại bây giờ đây bão lũ đây à uh, các tỉnh miền núi phía bắc nó nó đang bị sạt lở đất rồi biết bao nhiêu nạn nhân bị uh, uh, bị chết uh, biết bao nhiêu nhà bị mất nhà mất cửa có ai đến lo cho đâu tôi nhìn đi nhìn lại tôi chỉ thấy mấy ông uh, gọi là cán bộ với lại mấy ông bộ đội với lại mấy ông công an cảnh sát cơ động là lên là thứ nhất là dựng lại nhà cửa cho dân thứ hai nữa là chu cấp chăn màn giường chiếu uh, gạo thóc cho người dân người ta sống qua ngày đoạn tháng để tới mùa màng người ta tiếp tục sản xuất chứ tôi chưa nhìn thấy những người việt hải ngoại về ở đây nhé tôi không nói hết cộng đồng người việt hải ngoại tôi nói một số những cái người mà đang lên mạng chống cộng này tôi nói thiệt quý vị càng nói tôi càng thấy quý vị nó dở hơi lắm nó hâm dở chán tôi thấy nó hâm dở một cách phải nói là hèn hạ